hai người đó. Ừ. Đi đâu vậy em? Bây giờ mình đang xuống xe đồ ăn của nhà Six Sen ạ. Ở dưới có trà sữa và các loại đồ ăn dành cho tất cả mọi người trong chương trình. Đúng phải, đúng phải. Đúng rồi, không phải. Vừa nghe Sarah bảo là tụi mình sẽ di chuyển đến một cái xe. Có vẻ như là mình là người duy nhất ở đây không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Là lấy cái cần mình nha, mình sẽ bất ngờ lắm. Hả? Đừng cần quá. Hay vậy? Bi, 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 bi,